thân mến, hôm nay Linh Trang sẽ review cho các bạn một sản phẩm rất mới được sản xuất theo công nghệ mới nhất. Đó là sản phẩm đèn sưởi ấm sau sinh Hezen 500W. Như các bạn thấy thì trước mặt tôi lúc này chính là sản phẩm đèn sưởi ấm sau sinh 500W. Và nếu như mới nhìn qua thì các bạn thấy nó không khác gì so với đèn sưởi không chói mắt Hezen 2000W. Nhưng điều đặc biệt là thiết kế của nó đã được gọn nhẹ đi rất là nhiều. Với chiều dài chỉ với 30cm và chiều rộng là 9cm. Bề mặt của nó được làm bằng hợp kim cao cấp với màu tông lạnh. Và bóng sưởi ấm thì vẫn được làm bằng bóng hồng ngoại dạng ống. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu công dụng của sản phẩm này. Sản phẩm này chỉ với công suất tối đa là 500W. Nhưng các bạn thấy thì trên thân đèn không hề có công tắc, mà khi cắm điện thì lập tức đèn sẽ làm ấm lên. Và loại đèn này thì được sản xuất để chuyên dụng dành cho trẻ em sơ sinh. Với thiết kế nhỏ gọn này thì các bạn có thể mang đi bất cứ nơi đâu mà có trẻ, ví dụ như khi cho trẻ tắm này, hoặc là đặt bên cạnh khi cho trẻ ngủ. Nhưng các bạn thấy thì trẻ sơ sinh là một đối tượng mà cần được bảo vệ rất là kỹ, đặc biệt là sắp đến mùa đông rồi nên việc lựa chọn một sản phẩm đèn sưởi ấm rất là quan trọng. Hơn nữa thì với bóng hồng ngoại này không chói mắt thì dù là trẻ sơ sinh khi nhìn vào thì sẽ không có ảnh hưởng xấu gì cả. Và cũng giống với đèn Hezen không chói mắt 2000W thì do sản phẩm này được thiết kế rất đặc biệt nên là dù nước bắn vào thì cũng không gây han gỉ hay không chập cháy nổ. Đặc biệt là bề mặt này được làm từ hợp kim cao cấp, vì vậy mà động tay vào thì sẽ không bị bỏng. Đặc biệt với sản phẩm này thì được sử dụng theo công nghệ Inventor, là sản phẩm siêu tiết kiệm. Do vậy khi sở hữu một chiếc đèn này trong tay thì các bạn sẽ không cần phải lo lắng về giá điện của gia đình mình. Và một lưu ý nho nhỏ mà Linh Trang muốn nói với các bạn, đó là thiết kế của sản phẩm này rất nhỏ gọn và công suất cực đại của nó chỉ lên tới 500W, do vậy mà nó sẽ không thể sưởi ấm được trong một không gian rộng hoặc là cho nhiều người. Giá của sản phẩm này là 1.500.000 đồng. Các bạn hãy yên tâm về chất lượng của sản phẩm này nhé, bởi vì là với sản phẩm này thì sẽ được bảo hành lên tới 5 năm với phương thức 1 đổi 1 cho cả bóng đèn và thân đèn. Như các bạn thấy đấy, thiết kế nhỏ gọn của chiếc đèn này thì đồng thời là ưu điểm nhưng mà cũng sẽ là một nhược điểm nho nhỏ. Linh Trang hy vọng rằng là mùa đông sắp đến rồi thì các bạn sẽ có thể lựa chọn được một sản phẩm tốt cho gia đình mình. Đặc biệt đối với gia đình có phụ nữ sau sinh hoặc trẻ em nhỏ thì một chiếc đèn sưởi ấm 500W như thế này sẽ là một lựa chọn hợp lý.